Corticoid là nhóm thuốc được chỉ định trong nhiều bệnh lý khác nhau do có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch. Vì thuốc thường làm giảm nhanh các triệu chứng nên việc lạm dụng corticoid là hiện tượng khá phổ biến. Và gần đây tại Hà Nội xảy ra tình trạng trẻ nhập viện do lạm dụng thuốc xịt mũi có chứa thành phần corticoid dẫn đến suy thượng thận. Vì sao lạm dụng corticoid sẽ gây ra suy thượng thận? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, Bệnh viện Nội tiết Trung ương Hà Nội tiếp nhận hai bệnh nhân là anh em ruột bị suy thượng thận. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trong 3 năm gần đây, do bị viêm mũi dị ứng, hai anh em đã liên tục dùng thuốc xịt mũi có thành phần corticoid. Trước khi nhập viện 10 ngày, người nhà cho bệnh nhân đi khám dinh dưỡng, phát hiện cortisol trong máu thấp, được bác sĩ tư vấn ngưng dùng thuốc xịt mũi. Sau khi ngưng sử dụng thuốc, người bệnh xuất hiện tình trạng mệt mỏi, chán ăn, chướng bụng, có dấu hiệu của hội chứng Cushing, là một bệnh lý nội tiết do rối loạn chức năng vỏ tuyến thượng thận. Người nhà đã đưa hai anh em đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương thăm khám và điều trị. Corticoid có thể coi như là một thần dược, bởi vì nó là một loại thuốc kháng viêm rất là tốt, cho nên là phần lớn các cái tình trạng mà đau nhức xương khớp hoặc là một số các cái tình trạng viêm, khi mà mình sử dụng corticoid á, thì cái hiệu quả nó gần như là vô cùng nhanh. Tuy nhiên thì nó được sử dụng khá dè dặt là bởi vì những cái hậu quả của nó. Thì cái hậu quả của cái sử dụng các cái loại thuốc corticoid á, thì thứ nhất là nó gây ra loãng xương, nó gây ra suy thượng thận, nó gây ra hội chứng Cushing, nó gây ra một số các cái bệnh lý tăng giảm đường huyết, và thậm chí là với trẻ em thì nó có thể là ngưng phát triển. Đối với cả cái suy thượng thận á, thì nó sẽ gây ra một loạt các cái triệu chứng. Thứ nhất là nó làm cho bệnh nhân rất là mệt mỏi, không muốn ăn, không biết vì lý do gì, các cái rối loạn tiêu hóa như là buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Do có nhiều tác dụng, corticoid thường được kê đơn và sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, chính điều đó đã dẫn đến tình trạng lạm dụng corticoid trong điều trị và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Corticoid giữ nước và natri trong cơ thể gây phù nề, rối loạn chuyển hóa lipid và làm động mỡ ở trên mặt, cổ và lưng, nên người dùng thuốc lâu ngày sẽ béo phì, nhưng thật ra cơ thể lại bị teo cơ. Đây là những biểu hiện trong hội chứng có tên là Cushing. Ngoài ra, lạm dụng corticoid dễ gây biến chứng nặng như suy thượng thận cấp, suy kiệt rối loạn điện giải nặng, nhiễm trùng cơ hội, cho người bệnh bỏ thuốc đột ngột, dẫn tới nồng độ cortisol huyết thanh giảm. Mình nghĩ bất kể loại thuốc nào chữa bệnh nặng hoặc nhẹ thì cũng đều cần được kê toa. Tại vì nếu như uống mà không được kê toa, không đúng bệnh thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Tốt nhất khi con mình hay là người nhà mình bị bệnh thì nên đến bệnh viện ngay lập tức để điều trị, chứ không nên điều trị tại nhà sẽ rất là nguy hiểm. Việc sử dụng các cái loại thuốc xịt mũi trong đó có corticoid thì cái đó chúng tôi cho rằng là thứ nhất là phải có cái toa của bác sĩ phải cho toa. Thứ hai nữa là trong đó sẽ quy định là cách sử dụng, liều lượng, và bệnh nhân không được phép là tùy ý ngưng thuốc, không được phép tùy ý là tăng hay giảm liều thuốc, mà quá trình tăng giảm liều thuốc, quá trình ngưng thuốc phải là do người làm chuyên môn quyết định. Bởi vì nó, nếu như chúng ta làm những cái vấn đề mà đột ngột thì nó có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng điều trị cũng như là các cái tác dụng phụ mà chúng ta vừa đề cập đến. Nếu như chúng ta muốn sử dụng ở nhà thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại nước muối bình thường, hoặc là các cái loại thuốc, các loại nước muối mà ở dạng khí dung chúng ta xịt. Do có thói quen tự điều trị, tự mua thuốc chữa bệnh nên ai cũng có thể tự mua được các thuốc này, dẫn đến những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Mọi người chúng ta cần hiểu biết về công dụng cũng như tác dụng phụ của loại dược chất này. Cần đọc kỹ thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng để biết thuốc có chứa thành phần corticoid hay không. Tốt nhất khi gặp vấn đề về sức khỏe, không tự ý mua thuốc mà cần đi khám ở những cơ sở y tế uy tín, sử dụng thuốc theo đúng chỉ dẫn và kê đơn của bác sĩ.